Này em gái, vào đây uống anh cốc bia. Em chỉ là nhân viên phục vụ thôi, nếu mà anh có nhu cầu thì để em gọi quản lý đến. Ngồi đây, cái bo cho. Em chỉ là nhân viên phục vụ thôi, nếu mà anh có nhu cầu thì để gọi các bạn dịch vụ đến ạ. À, là gái ở đây rồi, phục vụ anh đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Anh bỏ ra. Em nghĩ anh là người có tiền à? Anh bo cho em. Anh làm cái gì đấy? Anh bo cho em mà. Ngồi đây. Đi đâu? Đi đâu vậy? Một tay cốc kia đi. Bỏ ra. Đây. Tôi bảo với hai ông ở như thế này này. Em nói cũng chỉ là gái rót bia thôi. Chứ còn riêng cái món của anh em mình nhé, cái món này là hết, tôi chuẩn bị hết rồi. Em. Cái món. Ôi, bây giờ là anh em mình đang vui đúng không? Anh em mình phải cạn chén cái đã. Hai ba. Này, em làm sao mà mặt mũi bơ phờ thế này? Dạ, em hơi mệt một tí thôi. Mà em hết ca rồi, em xin phép về nhá. Này! Sao? Ở lại làm thêm ca nữa, anh vừa set up phòng xong. Nhưng mà ca đêm có Mai rồi mà. Mai là việc của Mai. Hôm nay quán đông, thế nên là em chỉ việc vào hát rồi uống bia với khách thôi nhá. Em xin lỗi, nhưng mà mẹ em bị tai nạn, vẫn còn yếu lắm. Em chắc không làm được rồi, em xin phép anh ạ. Này, anh bảo làm ấy, vào chỉ việc hát, xong rồi uống bia với khách, khách bo cho hơi bị nhiều tiền đấy nhá. Chứ làm bưng bê phục vụ như em ấy, đừng có vải đâu. Mà em lại có nhan sắc như thế này ấy, vào đi nhá. Chắc là em không làm được rồi, em xin phép anh ạ. Xinh mà ngu, chỉ cho cách kiếm tiền mà không biết. Quản lý ơi, hết ca rồi em đi về nhá. Về cái gì? Ở lại làm thêm ca nữa xong về. Ơi chị nghe đây. Alo chị ạ. Mẹ vào trong phòng cấp cứu rồi. Chị tới nhanh lên. Em đang ngồi trong cầu thang. Em sợ lắm. Anh ơi, mẹ em cấp cứu nằm trong viện. Anh cho em về trước nhá. Thật không? Thật nữa. Được rồi. Về đi. Chị, cái thằng này mẹ đâu rồi? Sao lại phải đi cấp cứu hả? Dạ, em học về, em thấy mẹ nằm gất ở giữa nhà, em gọi xe cấp cứu rồi gọi cho chị luôn đấy ạ. Thế bây giờ mẹ ở đâu rồi? Mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu được gần một tiếng rồi. Bác sĩ ạ. Cậu đi rồi. Sao đợi ở cửa phòng cấp cứu? Ra đây ngồi làm cái gì? Bác sĩ ơi, tình hình mẹ cháu như thế nào rồi ạ? Bác sĩ, sao mẹ cháu lại ngất đi vậy? Cho tôi hỏi đây, mẹ của hai đứa ấy có từng bị tai nạn hay đập đầu ở đâu không? À, đúng rồi. Cách đây một tháng, mẹ cháu bị tai nạn, đập đầu xuống. Nhưng mà bà nói không sao, nên là chủ quan không đi khám ạ. Tình hình như thế này nhá. Mẹ hai đứa ấy có một cục máu đông ở sau não. Chính vì vậy cần phải phẫu thuật gấp, không ấy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Bác sĩ ơi, kinh phí như thế nào, có hết nhiều không ạ? Cũng mất khá tiền đấy. Với lại sau phẫu thuật cần phải ở lại viện theo dõi một thời gian nữa cơ. Hai đứa chuẩn bị đi rồi vào thăm mẹ để chúng tôi tiến hành nhé. Chị phí lớn như này giờ mình kiếm được ở đâu ra vậy? Từ từ, để chị tính. Mà thôi, đi vào thăm mẹ đi. Dạ, các anh ngồi đi ạ, tí em quay lại luôn ạ. Vâng, em chào các anh nhá. Dạ. Anh ơi. Gì đấy? Anh có thể giúp em được không ạ? Giúp cái gì? Anh cho em ứng lương tháng này và tháng sau nhá.
Ứng cái gì mà ứng? Em vừa mới ứng rồi, sao bây giờ đòi ứng nữa là như nào? Anh ơi, mẹ em đang nằm viện, cần phẫu thuật gấp, tận 20 triệu lận. Em cũng không có tiền, anh giúp em với. Này, đấy là việc của em, không phải việc của anh nhá. Tháng trước ấy thì em bảo là gì? Là em phải ứng tiền nộp học cho em trai này, xong rồi là có tiền nhà. Ê, em lắm lý do để ứng tiền đấy hả em? Em còn lý do gì nữa em nói nốt thì anh ứng cho một thể nhá. Mà anh nói cho em biết này, làm ở đây ấy, làm nhiều thì có tiền nhiều, làm ít thì có tiền ít, hiểu không? Thế bây giờ em không làm thì em cứ suốt ngày em đòi đi về sớm thì làm sao mà có tiền được. Mà anh nói với em này, ứng tiền ấy là nó có phải có quy trình của nó, em hiểu không nhá, không phải là em thích ứng thì ứng được đâu. Mà này, à, anh có một cách này để em kiếm rất nhiều tiền, em cũng muốn thử không? Cách gì ạ? Anh hát bài gì để em bấm ạ? Tôi tưởng cô chỉ bưng bê đồ thôi cơ mà. Hôm nay em được điều vào để hát và uống cùng anh ạ. Thế thì cùng uống. Em mời anh ạ. Anh! Cái gì đấy? Anh ơi, em cần tiền lắm. Anh bảo có cách nào kiếm được nhiều tiền à? Có chứ em. May cho em nhá, là hôm nay đang có một ông khách sộp đấy. Ông này á, chơi chứng khoán, hơi bị nhiều tiền đấy. Em vào tiếp ông ấy đi. Nhưng mà em không làm được đâu ạ. Sao lại không làm được? Ai mà chả làm được. Bây giờ nhá, em chỉ việc này, vào hát này, uống bia này, thậm chí là có thể tâm sự với ông ấy nhá. Khổ quá. Ai mà chả có lần đầu hả em? Thì bây giờ em chỉ vào hát này, tâm sự, uống bia, chứ ông có làm gì em đâu. Cùng lắm là ông ấy nắm tay em như thế này, xong rồi khoác vai em như thế này. Đấy, em có mất cái gì đâu, đúng không? Mà này, ông này lại rất thích cái gu kiểu như em đấy nhá. Đấy, giữ đúng cái thái độ này, hiểu không? Mà thôi, bây giờ ấy, đi vào, xong rồi là tiếp ông ấy đi nhá. Quan trọng ấy là ông ấy giàu, ông có thể cho em rất nhiều tiền, hiểu không? Đi nhá. Đi. À mà từ từ, em ăn mặc như này là không được rồi. Đi xuống dưới phòng, bảo con My ấy cho mượn ngay cái bộ váy đỏ, biết chưa? Xong rồi lên đây gặp anh nhá. Vâng ạ. Đi. Tưởng thế nào, không có tiền sống thích chó làm được. Hôm nay em sẽ phục vụ anh hết mình. Uống đi. Bình thường cô giữ mình lắm cơ mà, sao hôm nay lại tiếp khách thế? Quán thiếu nhân viên, cho nên hôm nay em là nhân viên phục vụ, nhưng mà chỉ uống và hát thôi. Được, thế thì uống. À. Dạ. Cô em uống được đấy. Nào, uống. Yo. Ngày hôm nay ấy,
Tôi đang rất cần một người để uống cùng với cả tôi. Uống hết lon nào, tôi thưởng cho cô 1 triệu. Mà nếu ngày hôm nay nhá, tôi mà gục trước cô thì tôi sẽ thưởng luôn cho cô 10 triệu. Được không? Được. Vậy thì uống đi, uống đi. Cô em cũng được quá. Thôi, 10 triệu này là của cô em. Đây. Uống tiếp đi, uống tiếp đi, uống tiếp đi. Nhưng mà tôi cần 20 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Cô, tôi uống như thế là đủ rồi. Uống đi, tôi cần thêm tiền, tôi cần thêm tiền. Phải làm sao để có tiền bây giờ? Làm gì? Anh đưa tôi vào đây làm gì hả? Đừng có mà hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc thế. Cô là người tự nguyện cầm. Thôi, cô đừng có mà tỏ ra cái bộ mặt đấy nữa. Tất cả những gái làm trong quán hát karaoke ấy, thì chả có ai trong trắng đâu. Nhưng anh là người đầu tiên của tôi đấy. Tôi cũng thật không ngờ là cô vẫn còn trinh đấy. Sao? Anh bất ngờ lắm à? Anh bất ngờ vì tưởng tôi là loại gái hư hỏng, hay là do được ngủ với gái còn trong trắng hả? Tôi cứ nghĩ cô lại giống bọn họ đấy. Mà thôi, đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Anh trả cho tôi 10 triệu theo đúng giao hẹn đi. Được, tôi sẽ trả đủ cho cô 10 triệu như đã nói. Nhập số tài khoản của cô đi. Ơi, anh ơi, em xin anh, em không có tiền mà anh ơi, em xin anh. Mày còn giấu đâu hả? Hả? Em từ từ quay lên, em làm gì có tiền mà thôi, anh đá cho tụi em. Công an! Công an đến! Đại ca công an! Đi đi đi! Mày! Anh ơi, anh có sao không? Cảm ơn cô, tôi không sao. May mà tôi nhanh trí, giả vờ là công an đến, cho nên cái bọn nhát gan kia nó mới biến rồi đấy. Tôi cảm ơn. Mà anh từ quê mới lên à? Thì tôi mới từ quê lên đây để học. Thế thì anh nên cẩn thận đấy. Xung quanh này nhiều trấn lột lắm, chúng nó toàn bắt nạt những người ở quê mới lên thôi. Cũng may là có cô, chứ không tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Ôi già ơi, có gì mà cảm ơn với chả cảm huệ. Tôi thấy người bị nạn thì tôi giúp thôi. Tạm biệt nhá. Chúc anh học hành thành tài. Bye.
không ngờ là cô ấy còn Trinh. Thì ra mình đã hiểu nhầm cô ta rồi.